xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Thì trong những video trước, Ngọc Lai đã giới thiệu cho quý vị và các bạn rất nhiều dòng máy thái chuối, băm chuối của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Mà những dòng máy này đã sử dụng nguồn điện 220V. Nhưng mà quý vị và các bạn còn rất là nhiều thắc mắc gửi về cho Ngọc Lai nè. Nếu như mà sử dụng nguồn điện 220V thì những khu xa khu dân cư hay thậm chí là những nơi nguồn điện yếu thì sẽ sử dụng như thế nào và sẽ có máy nào để đáp ứng được nhu cầu đó của người dân hay không? Thì ngày hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu tới quý vị và các bạn máy thái chuối mịn Takeo TK55 được sử dụng là động cơ xăng để giải đáp cho quý vị và các bạn về vấn đề nguồn điện cũng như là khúc mắc của quý vị. Thì Ngọc Lan xin giới thiệu chi tiết về máy này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ngọc Lan nhé. Và các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy là máy của Takeo thì thường thường được sơn một lớp sơn chống gỉ màu đỏ ở bên ngoài. Đây là đặc điểm nhận dạng của thương hiệu Takeo và đặc biệt là sẽ có logo của Takeo in dập nổi ngay trên thân máy nhé. Miệng nạp nguyên liệu của máy Takeo TK55 này thì tương tự với miệng nạp nguyên liệu của máy Takeo TK1500 sử dụng nguồn điện 220V mà Ngọc Lan giới thiệu trước đó là có thể bỏ vào đây những cây chuối từ đường kính từ 19 đến 20cm và miệng nạp sẽ được hướng lên trên, giúp cho quý vị và các bạn không cần phải dùng quá nhiều sức trong quá trình mình sử dụng máy nhé. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ mở buồng làm việc của máy cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Trong buồng làm việc của máy thì sẽ có hai bát cài. Bát cài này thường sử dụng chuyên cho khóa cài của thùng ô tô nên là rất dày dặn và chắc chắn, không sợ bị bung trong quá trình quý vị và các bạn vận hành máy. Và đây chính là buồng làm việc của máy thái chuối mịn Takeo TK55. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là buồng làm việc rất là đơn giản, chỉ với lại một con dao hai lưỡi. Hai lưỡi là hai lưỡi bầu, trên dao còn được in dập nổi logo của Takeo. Kèm theo đó là sẽ có một con ốc ở trên này, có thể tháo rời ra được để cho quý vị và các bạn trong quá trình sử dụng này có thể là mài dao hay thậm chí là thay dao mới trong quá trình mình sử dụng mà dao của mình bị mài mòn hoặc là quá cũ nha. Và Ngọc Lan vừa mới xoay máy lại cho quý vị và các bạn cùng tham khảo, đây chính là mặt đằng sau của máy Takeo TK55. Và máy Takeo TK55 này thì được chạy bằng động cơ xăng với công suất lên đến là 5,5 HP, khác hẳn so với những con máy khác mà Ngọc Lan đã giới thiệu cho quý vị và các bạn từ trước đó rồi ha. Máy được trang bị thêm đó là một công tắc đóng mở này. Và vị trí bên trong này đó chính là bộ phận để cho quý vị và các bạn có thể châm nhớt cũng như là thay nhớt. Mọi người hãy nhớ châm nhớt theo định kỳ để đảm bảo là máy của mình được hoạt động một cách tốt nhất, được trơn tru nhất nhé. Đây là hệ thống trục giật. Trục giật thì sẽ có trợ lực giúp cho quý vị và các bạn giật nổ một cách dễ dàng và nhẹ nhàng nhất. Phần phía trên này đó chính là bình xăng. Máy được trang bị thêm đó là một lọc gió này. Phần phía dưới này sẽ có e gió và cần ga. Và đây chính là bô của máy. Quý vị và các bạn cần lưu ý là trong quá trình máy hoạt động không nên đụng tay vào bô của máy để có thể là gây phỏng cũng như gây thương tích cho mình trong quá trình máy hoạt động nhé. Và vừa rồi Ngọc Lan vừa mới giới thiệu sơ qua chi tiết của máy thái chuối mịn Takeo TK55 cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Hẳn quý vị và các bạn ngồi trước màn hình đây sẽ thắc mắc là máy thái chuối mịn Takeo TK55 đa năng như vậy, đồng thời là tiện dụng như vậy thì có mức giá là bao nhiêu? Thì Ngọc Lan xin gợi ý tới quý vị và các bạn luôn là tại thời điểm tháng 10 năm 2023, máy thái chuối mịn Takeo TK55 đang có mức giá ưu đãi là 4.500.000 đồng dành cho quý vị và các bạn nào nhanh tay đặt hàng trong tháng 10 này nhé. Và quý vị và các bạn có thể liên hệ tới Ngọc Lan qua số điện thoại hoặc là website ở trên màn hình để có thể Ngọc Lan tư vấn cho quý vị và các bạn một cách tốt nhất nha. Máy Takeo TK55 hiện tại đang được bảo hành lên đến là 18 tháng nên quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm về độ bền của máy. Trong quá trình máy sử dụng sẽ có kỹ thuật viên hỗ trợ cho quý vị và các bạn trong suốt quá trình nha. Còn bây giờ Ngọc Lan xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.